Ayan. Cái đồ các bạn. Đẹp trai. Các cho anh đẹp trai đây nha. Để anh đi tán gái nha. Anh đi tán gái. Cắt đi cho đẹp trai, cho anh đi tán gái. Em đi pin đấy. Dạ. Anh bạn đẳng cấp đó. Đó bên đây, còn bên đây. Bắt được mình. Im luôn, im đây. Đi về xem nào. Rồi. Đẹp trai chưa? Để tí đâu để bác này. Thank you.
Thôi, đứng đây nào, đứng đây. Đứng đây để nào. Để cái gì đấy. Để chơi luôn. Nào, vào đây. Rồi, đi. Xuống đây con. Vào đi. Đấy, bơi đi. Đấy, thích chưa? Để mẹ xoa, mẹ gãi đầu cho đi để đỡ ngứa nào. Mở cắt tóc xong nha đây con. Xong rồi gội. Nào, gội đầu xong rồi tắm, rồi bơi. Nhanh lên. À, mẹ gội. Mẹ gái đi đỡ ngứa rồi bơi nha. Thích bơi thôi. Để mẹ gội thì mẹ xoa mẹ tắm cho xong rồi bơi sau nhé. Nào. Nào. Nghe đây nghe. Nghe đây con. Đây, nghe đây. Lên đây nào. Để mẹ xoa cho đỡ ngứa nhé. Không vừa cắt tóc xong ngứa chịu sao được, đúng không? Rồi, bơi đi. Bơi cho hết mòn nè. Nè. Chảy cái nước ra người mẹ rồi đây này. Nào, pin nào, qua đây. Vào đây bơi đi nha. Để mẹ vào mẹ lên khăn tắm nha. Được chưa? Nào, pin. Từ đợi xíu đã. Nước xà phòng đã thôi. Để mẹ xịt qua người lại nha. Nào, mẹ xịt con người lại mà. Cho nó đỡ vò. Đỡ xà phòng với người, với người. Im im thôi. Rồi. Hay rồi. Nào. Rồi, bỏ dậy. Không thuốc nữa, không thuốc nữa. Chào đây. Lên đây. Đừng có đứng gãi nữa chứ. Rồi, được rồi. Và mẹ xóa, mẹ xấy. Mặc quần áo vào cho pin nhá.